Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm, ngày 10 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 70 năm các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Nội, ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 là một trong những mốc son rực rỡ, không chỉ là mốc son đánh dấu sự thắng lợi của một dân tộc nhỏ bé trước một thế lực thực dân xâm lược hàng đầu thế giới, mà còn mở ra thời kỳ mới của thời đại Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển của Thăng Long Hà Nội. Trong chương trình tối nay, ngoài các tin bài về sự kiện quan trọng này, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 2 thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng. Hà Nội Hưng Yên chung khát vọng làm nên kỳ tích sông Hồng. Hưng Yên đa dạng các ứng dụng số hướng đến chuyển đổi số toàn diện. Sập nhà khung sắt khiến một người tử vong. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 2, khóa 16, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng. Sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Từ sau Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tập trung hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư, đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Đến nay, Quỹ cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận số tiền 46,7 tỷ đồng, Quỹ cấp huyện vận động được trên 15 tỷ đồng và nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu. Từ nguồn quỹ nhu yếu phẩm vận động được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã kịp thời thăm hỏi động viên, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại, người dân phải sơ tán. Bên cạnh đó đã kịp thời xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức 17 hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tham gia góp ý các dự thảo, văn bản của cấp ủy đảng các cấp, các dự thảo luật, nghị quyết, chương trình, đề án, dự án của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, các nội dung liên quan. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong thời gian vừa qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tiếp tục sáng tạo, đổi mới hơn trong hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Thì đề nghị các đồng chí là phải tham gia tích cực và chủ động hơn nữa vào quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức tốt cái hội nghị tham gia góp ý và dự thảo văn kiện của Đảng. Vì trong cái văn kiện này thì liên quan hầu như là mọi mặt đời sống của nhân dân. Nội dung này các đồng chí phải đưa chương trình cụ thể, có kế hoạch chi tiết. Tới đây đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp xúc ở Văn Giang. Thế do vậy là đề nghị Mặt trận Tổ quốc của chúng ta là phải thực hiện tốt các khâu, các bước theo kế hoạch, đặc biệt là ý kiến kiến nghị của cử tri. Đấy, như thế là chúng ta phải nói là đúng trọng tâm trọng điểm những vấn đề cần nói lắm của người dân. Một việc nữa là chúng ta phải giám sát cái việc thực hiện luật đất đai. Thì những cái vấn đề các khâu, các bước chuẩn bị bây giờ chúng ta đang triển khai nó sẽ giữa luật cũ luật mới và những vấn đề tồn tại địa phương cần phải xử lý. Đấy thì đề nghị là Mặt trận Tổ quốc cái này chúng ta tập trung vào giám sát. Sáng nay, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã về dự buổi sinh hoạt chi bộ thôn Long Cầu, Đảng bộ xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận sôi nổi những vấn đề về thực hiện quy định điều lệ Đảng, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát. Các đảng viên trong chi bộ cũng phát biểu đề nghị cấp trên hỗ trợ làm đường ra đồng, hỗ trợ phù hợp cho các hộ dân có diện tích lúa và cây ăn quả, nhất là cây vải trứng bị thiệt hại do cơn bão số 3. Đề nghị cấp trên quan tâm đến hệ thống nước sạch trên địa bàn, nước yếu và thường xuyên mất nước, gây khó khăn trong sinh hoạt cho người dân.
Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Long Cầu, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh đánh giá cao sự tích cực của các đảng viên đã tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết chi bộ, thảo luận đề ra những nhiệm vụ chi bộ cần quan tâm, triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị chi bộ thôn Long Cầu tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc phê bình, tự phê bình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Chi bộ cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, góp phần thắng lợi vào các nhiệm vụ chung của địa phương trong những năm tiếp theo. Từ hàng ngàn năm nay, sự vận động phát triển của tỉnh Hưng Yên luôn gắn liền với Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Cho đến hôm nay, vị thế thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phú Hiến vẫn được tiếp nối khi Hưng Yên đang có chung khát vọng góp phần cùng với thủ đô làm nên kỳ tích sông Hồng. Và để hiện thực hóa khát vọng này, Hà Nội cùng Hưng Yên đang có sự kết nối mạnh mẽ, nhất là về hệ thống giao thông với hàng loạt cầu lớn vượt sông Hồng, trực tiếp nối liền hai mảnh đất giàu truyền thống văn hiến. Có nhiều con đường từ Hưng Yên để đến với trái tim của cả nước, tuy nhiên chủ yếu từ hướng quốc lộ 5 qua cầu Trương Tương hay hướng cao tốc Hà Nội Hải Phòng và đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên qua cầu Thanh Trì Vĩnh Tuy. Vì vậy, ba cầu lớn là Ngọc Hồi, Mễ Sở, Phú Xuyên được xây dựng trên các trục vành đai cao tốc cùng cầu Đông Ninh, Mai Động theo các tuyến quốc lộ đường tỉnh sẽ trực tiếp kết nối giữa Hưng Yên với Hà Nội qua sông Hồng. Hạn chế về kết nối giao thông theo trục ngang Đông Tây qua sông Hồng sẽ được khắc phục, mở thêm nhiều cửa ngõ phát triển cho cả Hà Nội và Hưng Yên. Trong tương lai, những bến đò ngang qua sông Hồng như thế này có thể chỉ còn là hoài niệm. Sông Hồng giáp ranh giữa Hưng Yên và Hà Nội thì đây cũng là một cách trở sự kết nối giữa hai bên. Thì trong quy hoạch của tỉnh Hưng Yên thì cũng đã xác định bố trí là 5 cái cầu qua sông Hồng. Đây cũng là cái khắc phục toàn bộ những hạn chế là trước đây. Trước đây thì cái việc mà kết nối giữa Hưng Yên với Hà Nội thì nó chưa được trực tiếp. Và hiện nay giờ thì có 5 cầu này thì sẽ kết nối trực tiếp được các cái trục giao thông chính của Hưng Yên với cả thủ đô Hà Nội. Cầu Ngọc Hồi đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nằm trên vành đai 3,5 kết nối từ quốc lộ 5 ở huyện Văn Lâm qua các đại đô thị Ocean Park 2 và 3, Eco Park ở huyện Phan Tang, Tăng huyện Thường Tín của Hà Nội và kết nối với đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32. Cầu Mễ Sở chuẩn bị được khởi công nằm trên đường vành đai 4 sẽ kiến tạo không gian phát triển mới cho cả vùng thủ đô. Cầu Phú Xuyên hay còn gọi là cầu Chí Tân có quy hoạch xây dựng sẽ nằm trên cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ, kết nối từ vành đai 5 tới nút giao Lý Thường Kiệt ở tỉnh Hưng Yên. Cầu Đông Ninh theo đường tỉnh 383 và cầu Mai Động theo quốc lộ 38C cũng sẽ kết nối Hưng Yên với vùng Đông Nam Hà Nội. Gần Hà Nội nhưng phải có hạ tầng kết nối với Hà Nội. Đó là yêu cầu bắt buộc khi quy hoạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 lấy phát huy lợi thế về vị trí địa lý tiếp giáp với thủ đô là quan điểm phát triển hàng đầu. Đặc biệt cái lợi thế của Hưng Yên ấy, cạnh Hà Nội, sát Hà Nội. Cái vị thế đấy của cái lợi thế lan tỏa. Những cái tuyến đường nó giúp cho Hưng Yên ấy có thể là tạo ra được một cái khả năng cộng hưởng sức mạnh. Hưng Yên là nhiều cái địa điểm, nhiều huyện thị gần Hà Nội hơn cả Hà Nội. Nhưng vấn đề là nó phải có đường. Nó không có đường thì mình nhìn trên bản đồ thì nó rất gần, nhưng mà không có đường thì nó vẫn rất xa. Cho nên là bây giờ chúng ta chỉ có cái tư duy mới là làm sao kết nối được giao thông của Hưng Yên với lại các tỉnh trong vùng và với vùng, với cả nước và cả nước với lại quốc tế. Thế là coi như chúng ta phát triển. Quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 định hướng lấy sông Hồng là trục cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên cũng lấy đường kết nối di sản dọc sông Hồng là một trong ba trục phát triển của tỉnh, là khu vực tập trung phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, thể thao, giải trí hiện đại. Không chỉ chung một dòng sông, Hà Nội và Hưng Yên đang cùng một mục tiêu xây dựng thành phố xanh, thông minh, đáng sống hai bên sông Hồng. Thưa quý vị, tròn 70 năm về trước, ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội hoàn toàn được giải phóng. Đây không chỉ là thời khắc lịch sử tràn đầy cảm xúc của người dân thủ đô, mà còn là ngày hội lớn của nhân dân cả nước.
đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra một thời kỳ phát triển mới. Trải qua bao thăng trầm, Hà Nội ngày nay đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được những thành tựu đáng tự hào, xứng đáng vai trò là thủ đô, trung tâm lớn về hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Ông Toàn là một người con của quê hương Hưng Yên, nhưng đã có hơn 40 năm sinh sống, gắn bó tại thủ đô Hà Nội. Những ngày mùa thu tháng 10 này, ông Toàn như xốn xang hơn bởi bước chân ra phố là thấy rực rỡ cờ hoa và náo nức không khí chào đón kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954 lịch sử. Hòa chung không khí chung của ngày lễ hội thì thấy phấn khởi vì mình cũng đã đóng góp một phần vào cái công sức để giải phóng thủ đô trở thành nước, và đến nay thì thấy đất nước càng ngày càng đàng hoàng, càng to đẹp. Sinh ra tại vùng quê xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, nhưng phần lớn thời gian học tập, công tác và trưởng thành ở Hà Nội, nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cảm thấy may mắn vì mình có hai quê hương mà quê nào cũng đẹp, giàu truyền thống văn hiến. Hà Nội có Hồ Gươm rất đẹp, thì Vô Hiến có Hồ Bán Nguyệt cũng rất đẹp. Thế và Hà Nội có Văn Miếu, thì Hưng Yên cũng có Văn Miếu rất cổ kính. Và cái nữa là sông Hồng chảy qua Hà Nội thì cũng chảy qua Hưng Yên. Những cái ảnh hưởng của Hà Nội, của đất kinh kỳ đối với Hưng Yên nhiều. Nhân 70 năm đấy là một ngày lễ trọng, thì thủ đô bây giờ khác trước rất nhiều. Về diện tích cũng mở mang, rồi về nhà cao tầng thì hơn khác hẳn, nhưng mà chúng vẫn bảo tồn được cái khu phố cổ, rồi khu phố của người Pháp và cả cái khu phố mới. Thì nói chung là thủ đô càng ngày càng đẹp lên rất là nhiều. Cũng giống như bà Ngát hay ông Toàn, nhiều người con quê hương Hưng Yên đã và đang lập nghiệp tại Hà Nội. Ai ai cũng đều nỗ lực để không chỉ đạt được thành tựu cho bản thân mình mà còn đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của thủ đô ngàn năm văn hiến. Những ngày mùa thu tháng 10 năm nay, nhiều câu chuyện lịch sử của Hà Nội được tái hiện lại. Sự hồi sinh và phát triển vượt bậc của Hà Nội 70 năm qua càng khiến người dân cả nước thêm tự hào, yêu mến, hãnh diện. Hà Nội hôm nay có diện mạo tươi đẹp hiện đại, sánh vai với các thủ đô lớn trên thế giới, nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa lịch sử trường tồn của đất Thăng Long. Thưa quý vị và các bạn, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số quốc gia với 3 trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thời gian qua, tại tỉnh Hưng Yên, sự phát triển vượt bậc của hạ tầng số cùng đa dạng các ứng dụng số đã trở thành công cụ quan trọng được ứng dụng phổ biến trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống hàng ngày và làm thay đổi thói quen, phương thức, cách tiếp cận, mở ra không gian phát triển mới, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phóng sự ghi nhận nhân ngày 10 tháng 10, ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Từ ứng dụng số được thiết kế riêng biệt, có thể cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính, hơn 1.700 công nhân, người lao động tại doanh nghiệp này đều có thể thực hiện các thủ tục hành chính tại công ty như xin nghỉ phép, báo cáo công tác, cập nhật lịch làm việc, chấm công hay thông báo lương thưởng cùng nhiều tác vụ khác. Sau khi đưa cái app này vào sử dụng thì mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và nó hữu ích trong cái hiệu quả công việc. Cụ thể là dự trước đây ra cổng hay xin nghỉ phép thì chúng tôi phải là làm đơn chính lên trưởng bộ phận rồi ban lãnh đạo phê duyệt thì mới được thực hiện. Nhưng hiện nay thì chúng tôi chuyển thao tác trên chính cái điện thoại của chúng ta chỉ mất khoảng 1 đến 2 phút. Hơn 14 tỷ đồng là số tiền doanh nghiệp đầu tư trong hơn 2 năm qua để phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Sự liên kết thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp được kết nối trên nền tảng hệ thống công nghệ đồng nhất, nhờ đó loại bỏ sự trùng lắp dữ liệu, giảm bớt hồ sơ, sổ sách thay bằng hồ sơ điện tử. Phương thức điều hành, quy trình làm việc và văn hóa lao động trong doanh nghiệp đều được thay đổi theo hướng tích cực. Và quá trình chuyển đổi số này vẫn được doanh nghiệp tiếp tục thực hiện với những nền tảng ứng dụng số bởi những lợi ích thiết thực mà nó mang lại cho doanh nghiệp. Thay đổi toàn bộ cái hệ thống hạ tầng mạng nội bộ và xây dựng các cái phần mềm mà có thể là vận hành trong nội bộ như quản trị nhân sự, rồi quản trị về kế hoạch sản xuất, vật tư, nên cái chi phí về tài chính nó cũng khá lớn. Tuy nhiên là cái việc lợi ích đem lại thì nó cũng sẽ là về cái việc lâu dài, tối ưu được cái nguồn nhân lực. Có những cái trước kia phải sử dụng 2-3 nhân sự nhưng mà chúng tôi nhờ cái việc chuyển đổi số và số hóa thì chúng tôi đã giảm bớt. Tại các địa phương, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở những hạ tầng số, nền tảng dữ liệu số sẵn có, đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Hiện toàn tỉnh cung cấp 1.789 thủ tục hành chính, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp toàn trình trên môi trường mạng.
hệ thống dịch vụ công và một cửa điện tử của tỉnh đã kết nối chia sẻ tới 15 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ ngành địa phương để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, công tác xã hội hóa, triển khai lắp đặt, xây dựng các cơ sở vật chất, hạ tầng, phục vụ chuyển đổi số, xây dựng xã hội số cũng được các địa phương chú trọng thực hiện. Ủy ban xã Hình Dù cũng đã đầu tư cơ sở vật chất về cái hạ tầng về kỹ thuật số như là máy scan hay máy tính cũng như là hệ thống mạng. Xã cũng đã đầu tư một gói hơn tỷ lắp camera an ninh mạng trên đường của trục xã. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, hứa hẹn Hưng Yên sẽ tiếp tục có nhiều hơn những nghiên cứu, tìm tòi và ứng dụng cụ thể để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đang thực hiện giải quyết 1.789 thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 92%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước. Thời gian qua, Trung tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hôm nay, chị Nguyễn Thị Thu Hạnh, nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội đã đến Trung tâm Phục vụ Hành chính Công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên để làm thủ tục đăng ký thế chấp cho tài sản gắn liền với đất. Chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã hoàn thành thủ tục cần đăng ký. Khi mà đến hành chính Công Yên, cái cảm nhận đầu tiên của em là về cơ sở thì rất là rộng rãi, thoáng mát. Cái thứ hai là về cái dịch vụ, tức là anh chị rất là nhẹ nhàng, rất là hướng dẫn em rất là nhiệt tình, nên là em làm cái thủ tục của em rất là nhanh chóng. Cũng như chị Hạnh, nhiều người dân doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến và chỉ cần đến Trung tâm Phục vụ Hành chính Công để nhận kết quả. Thấy nó rất là tiện ích bởi vì nó rút ngắn thời gian cho mọi người phải đi xuống tận nơi làm ấy. Và khi mà làm có vấn đề gì đấy thì ngay trên cổng công thông tin đấy thì họ cũng sẽ báo lỗi cho mình được biết ngay. Và nó có hẹn trả kết quả ngày cụ thể rất rõ ràng. Thực hiện công tác chuyển đổi số, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, hạ tầng kỹ thuật, cơ bản đáp ứng yêu cầu với các quầy giao dịch của các sở, ban ngành, hệ thống mạng, máy chủ, máy tính, các trang thiết bị bảo mật lưu trữ thông tin, lấy số thứ tự tự động, hệ thống camera theo dõi giám sát, hệ thống màn hình, bảng điện tử hiển thị thông báo tình trạng xử lý hồ sơ, đảm bảo nhu cầu tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân khi đến giao dịch. Bên cạnh đó, hệ thống tổng đài 1022 còn tiếp nhận xử lý các cuộc gọi phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời. Chúng em sẽ tiếp nhận phản ánh của công dân, sau đó thì chúng em sẽ phân luồng cái lượng phản ánh khiếu nại đó, nếu trong khả năng xử lý phản ánh của chúng em thì chúng em sẽ xử lý, còn trong trường hợp những cái xử lý phản ánh khiếu nại ngoài chuyên môn của chúng em thì chúng em sẽ phân luồng và gửi đến các đơn vị đầu mối để xử lý. Việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đã góp phần nâng cao chỉ số đánh giá, xếp hạng, mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, giảm bớt hồ sơ, giấy tờ, tài liệu cho tổ chức cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Theo kết quả công khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, từ đầu năm đến nay, điểm tổng hợp các nhóm trong Bộ Chỉ số Phục vụ Người dân Doanh nghiệp Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt 85,47 trên 100 điểm, xếp hạng thứ 5 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh để khi mà các thiết bị di động thông minh đã phổ cập tới người dân thì chúng tôi xây dựng cái phần mềm tiếp nhận xử lý hồ sơ trên điện thoại di động thông minh cũng như là các thiết bị di động khác để từ đó dịch vụ công trực tuyến trở nên thân thiện, gần gũi và dễ sử dụng đối với đông đảo người dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công, đảm bảo công khai, minh bạch trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tốt quyền lợi cho tổ chức cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả, cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số. Trong 9 tháng năm 2024, tỉnh Hưng Yên thu hút nguồn vốn đầu tư tương đương trên 1,7 tỷ đô la Mỹ. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của Hưng Yên.
9 tháng năm 2024, tỉnh Hưng Yên thu hút được 114 dự án đầu tư mới, tăng 48 dự án so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó gồm 72 dự án trong nước và 42 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt trên 21.000 tỷ đồng và hơn 560 triệu đô la Mỹ. Đồng thời thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 89 lượt dự án, gồm 56 dự án trong nước và 33 dự án nước ngoài. Tổng vốn thu hút đầu tư mới và điều chỉnh tăng thêm là gần 27.000 tỷ đồng và 645 triệu đô la Mỹ, tương đương 1,7 tỷ đô la Mỹ. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên thu hút được số vốn đầu tư kỷ lục gần 2 tỷ đô la Mỹ, trong đó có hơn 1 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI. Bên cạnh đó, 9 tháng đầu năm có trên 1.500 doanh nghiệp mới đăng ký thành lập với số vốn đăng ký trên 31.000 tỷ đồng, tăng 30% về số lượng doanh nghiệp và 43% về vốn đăng ký. Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 18.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn trên 235.000 tỷ đồng. Vào khoảng 20 giờ tối qua, tại khu đô thị mới Văn Giang, huyện Văn Giang, xảy ra vụ sập nhà khung sắt đang trong quá trình thi công, khiến một người tử vong. Công trình có diện tích khoảng 300 mét vuông và đang trong quá trình hoàn thiện phần kết cấu tầng 2 thì bất ngờ bị đổ sập đè lên một người khiến nạn nhân quê ở Hà Giang là công nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong bệnh viện nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong sau đó. Hiện trường bị sập, công trình sử dụng khung thép bê tông nhẹ nhưng có lẽ kết cấu quá yếu nên bị sập. Công trình trên đang trong quá trình hoàn thiện, thời điểm xảy ra ít người, nếu không hậu quả sẽ rất nặng nề và nghiêm trọng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.